diễn biến mới vụ cầu thủ trẻ ở Khánh Hòa bị thu giữ thẻ ATM, thu hồi hơn 500 triệu nộp vào ngân sách. Ngày 9 tháng 10, ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã ký ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Đạt, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Kỹ thuật Thể thao Khánh Hòa và khiển trách bà Hoàng Thị Hằng Nga, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn trung tâm này. Bên cạnh đó, xử lý kỷ luật hình thức khiển trách đối với hai huấn luyện viên và buộc thôi việc đối với hai huấn luyện viên khác. Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa cũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn thu hồi tiền nộp vào ngân sách nhà nước hơn 500 triệu đồng. Hiện nay, các đơn vị đã khắc phục hậu quả, chi trả tiền công và tiền ăn lại cho vận động viên trên cơ sở thỏa thuận giữa các huấn luyện viên và vận động viên, đồng thời nộp toàn bộ số tiền thất thoát vào ngân sách nhà nước, ông Hoa thông tin. Theo ông Hoa, Sở Văn hóa và Thể thao cũng chỉ đạo thanh tra sở này chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu hình sự sang cơ quan điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, như dân trí đã thông tin, qua thanh tra phát hiện có hai huấn luyện viên ở Khánh Hòa đã thu giữ thẻ ATM, mật khẩu và sử dụng tiền trong thẻ của nhiều vận động viên thuộc đội tuyển cầu thủ trẻ tỉnh này. Việc giữ thẻ ATM của các cầu thủ, sau đó chi trả cho họ không đúng theo quy định của hai huấn luyện viên làm thất thoát ngân sách, xuất hiện số tiền chênh lệch lớn giữa khoản mà các cầu thủ được chi trả so với khoản mà họ thực nhận. Chưa hết, huấn luyện viên còn cho các cầu thủ chấm thường ngày công, trong khi không tập luyện thực tế vào ngày thứ bảy hàng tuần.